Right, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của HB Nguyễn, những loài sống dưới nước. Theo như nhiều người thì loài cá sọc ngựa khá là hiền và dễ thương các bạn. Thì hôm nay để xác định coi cái điều đó có đúng hay là không thì mình đã bắt 4 em cá bống sệ ở dưới sông rồi các bạn. Thì hôm nay để chứng minh thì mình sẽ đổ nó vô cái bình thủy tinh của mình để xem là cá sọc ngựa nó phản ứng như thế nào khi thấy những con cá bống sệ này vào ở chung hồ với nó nghe các bạn. Thì các bạn cũng đã biết loài cá bống sệ mình đã làm những cái video trước rồi, thì bốn con này mình bắt cũng sai hơi to to rồi các bạn. Màu lên rất là đẹp. Và những cá bống sệ này thì nó háo đói, câu ở ngoài sông thì nó ăn rất là dữ. Đây, nó dứt kìa các bạn. Một nhát cắn đầu tiên của em sọc ngựa. Nó. Rồi mình không nghĩ là nó cắn cá bống sệ được vậy luôn các bạn. Cắn te đuôi luôn rồi. Đó, các bạn thấy nó cũng dữ không? Nó chỉ hiền hơn những loại mà nó không ăn hiếp được thôi các bạn. Cá sọc ngựa. Hồi trước khi bỏ vô thì mình cứ tưởng tượng là con cá bống sệ nó sẽ cắn đứt làm đôi con cá sọc ngựa luôn các bạn. Và nó sẽ nuốt luôn. Nhưng mà không ngờ kết quả kinh khủng thiệt các bạn. Sớm giờ nó cắn mấy con bống sệ te đuôi chứ. Te đuôi, te vây hết các bạn. Ghê thật. Rồi bây giờ thì đã rõ ràng rồi nghe các bạn. Là loài cá bống sệ hung dữ ở ngoài sông, nhưng mà vô bể cá thì nó khá là hiền và bị những con cá ăn hiếp. Còn con cá sọc ngựa thì thường thấy rất là hiền, nhưng mà bữa nay rất là hung dữ luôn. Và hôm hổm gài mình hơi bị đau họng các bạn, cho nên là không có làm clip cho các bạn xem sớm hơn được. Thì hôm nay mới làm cho các bạn xem. Thì những con cá bống sệ này thì một lát mình sẽ quay clip cho các bạn xem, xong thì mình sẽ đem nó ra ngoài sông nè, mình thả lại nha các bạn. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn like, nhấn chuông để ủng hộ HB Nguyễn có động lực làm các video tiếp theo cho các bạn xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.